Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung cao nhất để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2023. Mỗi đơn vị y tế cần xây dựng nghị quyết về chiến lược phát triển đơn vị, giải quyết tốt các bài toán về nhân lực, ưu tiên phát triển các kỹ thuật chuyên môn cao, chuyên môn sâu, thực hiện tốt về văn hóa công sở, văn hóa cơ quan, đơn vị và giao tiếp ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục những hạn chế để cải thiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở Y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, điều hành của các đơn vị trong toàn ngành. Trong những ngày qua, huyện Vĩnh Tường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Vĩnh Tường năm 2023 để đạt kết quả tốt nhất. Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Tường đã tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ luyện tập, diễn tập, có các phương án huy động phương tiện, lực lượng địa bàn thôn ven, xã Ngũ Kiên tham gia vào các tình huống trong thực hành diễn tập, thực hiện 4 tại chỗ, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ thông minh về môi trường và xử lý nước thải tại Vĩnh Phúc. Tại hội thảo, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường đến từ Đài Loan đã giới thiệu nhiều giải pháp xử lý môi trường tân tiến nhất hiện nay đến các doanh nghiệp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm xử lý nước thải, chất thải cho các doanh nghiệp, nhà máy đã, đang và sẽ đầu tư tại Vĩnh Phúc. Từ hội thảo sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra một phương án tổng thể hài hòa và tối ưu nhất trong việc xử lý nước thải, chất thải trong quá trình sản xuất, đưa công nghệ hiện đại vào xử lý nước thải, chất thải, góp phần vào mục tiêu xây dựng khu cụm công nghiệp xanh bền vững như mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra. Đây cũng là chương trình nằm trong định hướng thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc nhằm giao lưu kết nối các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới bảo vệ môi trường, xử lý nước thải với các doanh nghiệp hàng đầu của Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đã và đang tác động trực tiếp đến kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành thuế cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt. Trong năm 2023, Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên được Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu gần 600 tỷ đồng. Mặc dù 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, đã tác động rất lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Song tính đến hết tháng 6 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Chi cục quản lý vẫn đạt khoảng 310 tỷ đồng, đạt 52% dự toán pháp lệnh và bằng 76,4% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, Chi cục tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế tỉnh giao trong năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp để hoạt động đảm bảo không gặp khó khăn. Cùng với đó thì coi là cơ quan thuế cũng hướng dẫn, đôn đốc các người nộp thuế thực hiện tốt các việc mà kê khai và nộp tờ khai đúng quy định. Cùng với đó thì cũng chỉ đạo các bộ phận quyết liệt là áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách của các địa phương đều gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều dự án chậm triển khai, chưa phát sinh số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ các dự án mới. Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, cần sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của toàn ngành trong 6 tháng cuối năm. Triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, các chức năng, các quy trình quản lý thuế nhằm đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách đối với các doanh nghiệp, các ngành nghề có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn, có dấu hiệu chuyển giá, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, tiếp tục rà soát, đối chiếu, đôn đốc và áp dụng quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Tin tưởng rằng với những giải pháp linh hoạt của ngành thuế tỉnh, cùng với đó là những tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Những ngày giữa tháng 7 này, tỉnh Vĩnh Phúc đón nhiều tin vui từ ngành giáo dục và đào tạo, trong đó vượt lên nhiều địa phương trong cả nước. Học sinh trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đứng đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi. Đóng góp vào thành quả chung ấy, có các học sinh đã vượt lên hoàn cảnh, xuất sắc giành kết quả cao tại kỳ thi. Kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, căn nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Tấm, cựu học sinh lớp 12A8, trường trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, luôn rộn rã niềm vui bởi sự quan tâm của các thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm và gia đình khi biết tin em Nguyễn Thị Tấm đã giành được tổng điểm 56,9 trên 60 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất tỉnh. Trong đó, điểm trung bình 6 môn thi của em đạt 9,48 điểm và có 2 môn thi lịch sử và giáo dục công dân được điểm tuyệt đối. Em Tấm thì là một học sinh chăm, ngoan, học giỏi và em có tất cả những đức tính của một cô bé rất là dễ thương, đi học sớm nhất và hôm nào cũng khóa cửa về muộn nhất lớp. Trong quá trình học của em, lần nào thi khảo sát em cũng đạt điểm trung bình chung của 3 môn thi đại học là trên 27 điểm. Lần nào em cũng được giải đặc biệt của khối C và cả khối D, tức là em được điểm cao nhất của cả hai khối đó. Và một cô bé gầy gò, nhỏ bé, lần nào cũng được nhà trường trao giải đặc biệt. Thì đây chính là cái sự vinh dự của nhà trường khi mà có một cô học trò như vậy học ở môi trường này. 12 năm liền, năm nào em Nguyễn Thị Tấm cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không đi học thêm ngoài, luôn phát huy tinh thần tự học hỏi để học giỏi toàn diện. 3 năm học trung học phổ thông, em Nguyễn Thị Tấm luôn đạt điểm trung bình học tập từ 9 trở lên và đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh. Đồng thời, đạt nhiều giải đặc biệt trong các kỳ thi khảo sát của trường với số điểm cao nhất. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, dù biết thông tin đã tuyển thẳng vào trường đại học ngoại thương, nhưng em Nguyễn Thị Tấm vẫn luôn hăng say trong học tập để trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Vĩnh Phúc. Do cháu lựa chọn là không đi học thêm nên là chủ yếu là cháu tập trung nghe giảng trên lớp và về nhà làm thêm các bài tập. Còn lại thì nếu gặp khó khăn trong quá trình học thì cháu trao đổi thêm với thầy cô và bạn bè để nhờ giúp đỡ. Cháu cũng rất vui và cảm ơn vì nhận được sự trợ giúp và sự tài trợ của những tấm lòng hảo tâm. Sau khi mà biết kết quả thi của cháu thì cháu chắc chắn là mình sẽ làm hết sức trong quá trình học tập ở đại học ạ. Thành tích nổi bật của em Nguyễn Thị Tấm càng thêm ý nghĩa khi em đã nỗ lực vượt qua khó khăn của gia đình trong hoàn cảnh người bố bị suy thận giai đoạn cuối, mất hoàn toàn sức lao động. Người mẹ với đồng lương công nhân ít ỏi, tần tảo nuôi 3 con ăn học. Tuy nhiên, với tinh thần tự học, tự vượt lên số phận và sự quan tâm động viên của gia đình, thầy cô giáo, em Nguyễn Thị Tấm đã vượt lên tất cả, giành thành tích cao trong học tập. Cháu nó rất là chăm chỉ. Gia đình tôi thường hay gọi cháu là con mọt sách. Cháu nó luôn luôn dành toàn bộ thời gian cho việc học. Tôi cũng động viên cháu là cũng học để làm sao mà còn giữ sức khỏe để còn học lâu dài, học nữa, học mãi. Bằng mọi giá cũng sẽ tìm đủ mọi cách để cho các cháu nó được học hành đến nơi đến chốn, để cho sau này cháu nó có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Biết được hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Tấm, đã có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến thăm hỏi, chia vui và dành nhiều phần quà động viên em và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vững bước trên chặng đường lập thân, lập nghiệp. Trong đó có doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Tường đã tài trợ một phần kinh phí
giúp em Nguyễn Thị Tấm có thêm nguồn để chi phí cho những năm học đại học tới đây. Một chặng đường mới mở rộng trước mắt đối với thủ khoa Nguyễn Thị Tấm. Tin tưởng em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, vượt lên khó khăn, gặt hái thêm nhiều thành tích, đóng góp vào vị thế của giáo dục Vĩnh Phúc.